Vào cuối thế kỷ 20, một trong những kiến thiên văn hiện đại nhất được phóng lên vào vũ trụ có tên là Hubble, được đặt tên sau nhà khoa học Edwin Hubble. Và cái kiến Hubble này cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về sự to lớn của cái vũ trụ. Và cái ảnh này là cái ảnh chụp bằng tia hồng ngoại của toàn vũ trụ. Và những cái chấm nhỏ này đều là một cái thiên hà trong đó. Và mỗi chút thiên hà như vậy có hàng tỷ những cái ngôi sao vây quanh những cái thiên hà đó. Và mình nhìn sâu thêm chút nữa, mình phóng gần thêm chút nữa, mình có cái gọi là supercluster, siêu quang sao, một cái tròn nhỏ như vậy đó, thì nó có tới hàng tỷ những cái thiên hà nhỏ và lớn khác nhau. Và trong một cái tròn nhỏ ở trong đó, mình có cái nhóm địa phương này gồm có tới 100 cái thiên hà nhỏ. Và trong cái thiên hà, những cái thiên hà nhóm địa phương đó, mình phóng gần thêm một chút nữa là có thiên hà gọi là Milky Way, nơi mà chúng ta đang ở. Và một cái chấm nhỏ trong đó là một cái ngôi sao. Và phóng gần thêm một chút nữa, đó là hệ hành tinh của chúng ta, hệ dương thái. Và cái hệ dương thái gồm trái đất làm trục và tới mặt trời. Thì khoảng cách từ trái đất tới mặt trời được tính bằng một đơn vị thiên văn. Và một cái đơn vị thiên văn này bằng 150 triệu km hoặc là 90 triệu dặm. Và cái đơn vị thiên văn là đó cái khoảng cách giữa mặt trời tới những cái hệ hành tinh, hoặc là từ trái đất tới những cái hệ hành tinh khác. Còn nếu như mình muốn đo cái khoảng cách, ví dụ từ trái đất tới một cái hành tinh xa nào đó ngoài không gian, hoặc là một cái thiên hà nào đó ngoài không gian, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đơn vị khác gọi là một nạp ánh sáng. Thì như các bạn biết đó, tốc độ ánh sáng là 300.000 km một giây, có nghĩa là một giây ánh sáng thì di chuyển được 300.000 km. Và căn cứ theo cái số liệu đó, mình có một giờ bằng một giờ ánh sáng, rồi một ngày ánh sáng, rồi 360 ngày ánh sáng, đó là một năm ánh sáng đó, thì mình có được cái số 10 × 10^12 km. Đó, đây là số lượng về cái khoảng cách. Một năm ánh sáng là số lượng về khoảng cách. Rồi, ánh sáng di chuyển rất là nhanh, theo như chúng ta ở trên trái đất hơn, di chuyển. Và ánh sáng từ mặt trăng tới trái đất thì nó mất hơn khoảng 1 giây. Và từ mặt trời tới trái đất nó mất khoảng 8 phút. Và các bạn thường nghe là khi mà chúng ta nhìn lên mặt trời, thì mặt trời chúng ta nhìn đó đã là 8 phút trước rồi. Và từ cái thực tế như vậy, mình đem đến chúng ta một cái kết luận như thế này: càng nhìn xa vào trong không gian thì ta càng nhìn lâu vào trong quá khứ. À, câu này có nghĩa là sao? Ví dụ mình có một cái ngôi sao cách khoảng 1 triệu năm ánh sáng đây, thì khi mình nhìn thấy cái ngôi sao đó là cái ngôi sao đó đã 1 triệu năm trước rồi. À, tương tự như vậy, mình có cái thiên hà Andromeda cách chúng ta khoảng 2.5 triệu năm ánh sáng, thì khi mình nhìn thấy cái thiên hà đó thì thiên hà đó đã là 2 triệu năm trước rồi. Tương tự như vậy,
Và nếu chúng ta muốn nhìn những cái thiên hà mà xa hơn 14 tỷ năm ánh sáng thì chúng ta không có thể nhìn thấy được. Tại sao vậy? Tại vì theo cái thuyết Big Bang á, so với cái vùng độ Big Bang đó, thì những thiên hà đó nó bay ra, thì cái thiên hà nằm trong cái Big Bang của chúng ta đó là nó có độ tuổi 14.3 tỷ năm. Đây không có nghĩa là toàn thể vũ trụ là mới được hình thành 14.3 tỷ năm thôi. Không có nghĩa là như vậy. Đó là một cái tròn nhỏ, cái bùng nổ nhỏ trong cái vũ trụ đó thôi. Còn cái độ tuổi của vũ trụ thì không có thể đếm được. Và đó là bài kết thúc của chúng ta ngày hôm nay. Sau đây là một số những cái vật trong cái vũ trụ mà chúng ta thường thấy. Và trong bài tới là chúng ta sẽ học tại sao có ngày, có đêm, tại sao có mặt trăng và tại sao có mùa.